Xin chào anh nghe đến bản tin thường nhật của Lab News. Samsung đang dần phát triển hoàn thiện hơn và chúng ta chỉ còn hơn một tuần nữa sẽ đến sự kiện Unpacked, nơi Samsung sẽ công bố smartphone gập mới của họ. Còn về Galaxy S23 Ultra, mặc dù còn hơn 6 tháng nữa mới chính thức ra mắt, nhưng gần đây có một thông tin rò rỉ cực hot và hiện đang chiếm trọn spotlight vào thời điểm nhạy cảm này. Vài ngày trước có một báo cáo từ Minh Trinh Cua, một nhà phân tích nổi tiếng nói rằng đối với Galaxy S23 Ultra, Samsung đã quyết định bỏ qua chipset Exynos và thay vào đó sử dụng tất cả các loại chipset Snapdragon. Nhưng các bạn thấy, mặc dù tin tức đến từ một nhà phân tích có uy tín, nhưng vẫn chỉ là tin đồn. Và vấn đề với những tin đồn là chúng không có gì chắc chắn 100%. Nhưng điều đó sẽ không còn nữa, vì Qualcomm đã chính thức xác nhận rằng Samsung sẽ sử dụng chip Snapdragon trên toàn thế giới cho dòng Galaxy S23. Qualcomm và Samsung đã ký một thỏa thuận mới kéo dài quan hệ hợp tác đến năm 2030. Và theo thỏa thuận, chipset Snapdragon giờ đây sẽ được sử dụng trong nhiều sản phẩm của Samsung hơn bao giờ hết, bao gồm máy tính xách tay, máy tính bảng, thiết bị đeo được và hơn thế nữa. Nhưng điều thú vị là CIO của Qualcomm đã nói trong một phiên họp Q&A rằng 70% số lượng Galaxy S22 được trang bị trên chip Snapdragon, nhưng con số đó sẽ không dừng lại mà còn cao hơn nhiều trên Galaxy S23. Ông cũng nói thêm rằng Qualcomm sẽ tăng cường hiệu năng cho các thiết bị Samsung trên toàn cầu. Điều này xác nhận khá nhiều rằng Samsung sẽ chỉ sử dụng một chipset trên Galaxy S23. Với thông tin như vậy thì những khu vực mặc định phải sử dụng chip Exynos không thể vui mừng hơn. Vậy điều đó có phải sự kết thúc của chip Exynos? Vâng, Samsung nói không. Có thể bạn không biết, Samsung đang phục hồi bộ phận chipset của họ bằng cách sản xuất chip Exynos tùy chỉnh dành riêng cho dòng điện thoại Galaxy, tương tự như Apple với dòng chipset A của họ. Trên thực tế, Samsung thậm chí đã thuê một cựu kỹ sư Apple, người từng đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển các chipset tùy chỉnh của Apple. Người kỹ sư đó yêu cầu được toàn quyền kiểm soát đội của họ và sẽ được chọn nhân viên nào để đưa vào đội hình của mình. Samsung hy vọng rằng chuyên môn của cựu kỹ sư Apple này sẽ đóng vai trò quan trọng trong sự hồi sinh chipset của họ và họ đang có kế hoạch trở lại vào năm 2025. Cho đến thời điểm đó, tất cả các flagship của Samsung sẽ sử dụng chipset Snapdragon trên toàn thế giới. Tiếp tục, chúng ta có một thông tin về camera trên Galaxy S23 Ultra. Ta đã biết camera chính trên S23 Ultra được nâng cấp từ 108 megapixel lên 200 megapixel và dù có một vài cảm biến 200 megapixel từ chính Samsung, nhưng không có cảm biến nào trong số đó sẽ được sử dụng trên S23 Ultra. Samsung sẽ tung ra một cảm biến 200 megapixel mới mà họ sẽ sử dụng độc quyền cho các thiết bị riêng của mình. Vì vậy, bây giờ các bạn có thể tự hỏi liệu chúng ta có thấy một bản nâng cấp lớn đối với camera zoom tiềm vọng trên S23 Ultra hay không? Câu trả lời là không. Galaxy Club có một thông tin mật với báo cáo rằng Samsung sẽ sử dụng cùng một thiết lập camera zoom tiềm vọng trên S23 Ultra mà họ đã sử dụng trên S22 Ultra, nghĩa là một ống kính tiềm vọng 10 megapixel với zoom quang học 10x. Ống kính thứ hai cũng sẽ tương tự với một camera zoom quang học 3x. Nhân tiện thì cả S23 và S23 Plus cũng sẽ có cùng một camera zoom quang học 3x. Đó cũng là kết thúc điểm tin bên mình. Vậy anh em nghĩ thế nào về việc tất cả các dòng điện thoại Samsung sắp tới sẽ được dùng chip Qualcomm? Theo mình thấy đây là một tin rất vui và mình cũng rất mong chờ sự trở lại mạnh mẽ của Exynos vào năm 2025. Hãy cho mình biết suy nghĩ của anh em dưới comment nhé. Đừng quên hãy like và subscribe để cập nhật thêm nhiều thông tin công nghệ mới nhất.